Xin kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay thì tôi quay ngay tại trước cửa hàng chúng tôi quý bạn nhé. Tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV 7 chỗ ngồi, gầm cao, 2 cầu quý vị các bạn nhé, số tự động 2 cầu ạ. Đó chính là chiếc xe Fortuner phiên bản Fortuner V. Đấy, chiếc xe này được sản xuất năm 2013, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội và lăn bánh được 10 vạn km rồi quý vị bạn nhá. Đây là cái phiên bản Fortuner V, máy xăng số tự động 2 cầu quý vị và các bạn nhá. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp sạch sẽ, rất mới, rất là đẹp rồi quý vị và các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 460 triệu đồng quý vị và các bạn ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Fortuner V máy xăng 2 cầu số tự động này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ gà chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Mời quý vị và các bạn cùng tôi tiếp tục theo dõi video ạ.
Mm-hmm.